Chiều ngày 5 tháng 8, người thân, đồng đội của ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt từ rất sớm tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội để tiễn đưa những người anh hùng về nơi an nghỉ cuối cùng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi vòng hoa viếng ba liệt sĩ Gần 13 giờ, nghi lễ phủ cờ lên áo quan của liệt sĩ được đội danh dự tiến hành trang nghiêm với sự có mặt của lãnh đạo công an Hà Nội, các đơn vị, gia đình, người thân, đồng đội các liệt sĩ, Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Đại tá Phạm Thanh Hùng Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội công bố các quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất của Chủ tịch nước bằng tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc và quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, thưa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước, trao tặng huân chương chiến công hạng nhất cho đại diện ba gia đình liệt sĩ. Trước đó sáng cùng ngày, người thân, đồng đội và người dân nghẹn ngào tiễn đưa ba chiến sĩ cảnh sát hy sinh. Thi hài của ba liệt sĩ được đưa từ bệnh viện qua nhà riêng và về nhà tang lễ quốc gia. Từ 17 giờ, ban tổ chức thực hiện lễ di quan đưa thi hài ba liệt sĩ về đài hóa thân Hoàng Vũ, huyện Thanh trì Hà Nội. Sau điện tán sẽ đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội, phường Tây Tụ, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.